Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 token có hiệu là beta. Con này được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở ra một start chatbot nè bạn. Rồi, một token beta nó ra bằng 0.5 các bạn. Mình reset 500 token beta nè. Rồi các bạn bấm vào. Đây thì website của nó, các bạn vào các bạn tìm hiểu các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Rồi bạn mới đáp lại, các bạn cho anh tiếp tục kênh group nữa nè, hai kênh. Rồi bạn mới đáp lại nè, các bạn bấm nút chat nha các bạn. Rồi các bạn bấm join này group. Tiếp tục các bạn follow Twitter, fanpage, like và retweet cho Binance nè. Trên Twitter bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn bài viết game các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào. Rồi các bạn tweet lại. Rồi bạn tweet xong các bạn mới đáp lại người ta các bạn. Chưa, chờ mình chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Phần phải Binance bài này không ta? Nó đó. Rồi tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter các bạn ra sẽ thấy được username tại Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Ui. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên Binance Smart Chain BES20, các bạn có thể dùng với chocolate hoặc là MetaMask. Các bạn copy địa chỉ Binance BES20 của mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Dù khá là đơn giản các bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào Balance để check số gần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 5 top cần có kêu là Beta nè, Kit Fur nè, Blue Fire nè. Rồi withdraw coi. Withdraw vào ngày 30 tới nè. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 500 token beta đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.